2020 cao nhất nước là gần 1 tỷ đồng. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, khoảng 85,6% doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân 930.000 đồng một người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2019. Trong đó, loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước thưởng 2.140.000 đồng một người, tăng 36,3% so với 2019 công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước thưởng 1.360.000 đồng một người, bằng 95,8% so với 2019. Mức thưởng cao nhất cho một cá nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020 là 3,5 tỷ đồng ở doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Mức thưởng cao nhất cho một cá nhân dịp Tết Nguyên đán là 950 triệu đồng một người tại doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại tỉnh Hải Dương.